có tài khoản định danh điện tử, căn cước công dân bỏ tủ cất đi. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Chiều ngày 18 tháng 7, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an ra mắt ứng dụng định danh điện tử VNeID. Theo Cục C06, hiện các đơn vị của Bộ Công an đã thu thập được gần 6 triệu hồ sơ đăng ký định danh điện tử và đã phê duyệt, kích hoạt cho 10 công dân đầu tiên để sử dụng tài khoản này. Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mã số định danh cá nhân, mật khẩu. Tài khoản này được tạo bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Trung tá Nguyễn Thành Vĩnh, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư cho biết, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử có 2 cấp độ. Mức 1, công dân có thể trải nghiệm một số tiện ích cơ bản như đọc báo, khai báo y tế. Để đăng ký online, người dùng tải ứng dụng VNeID từ CH Play hoặc App Store. Khi tài khoản được phê duyệt, người dùng sẽ nhận được mật khẩu qua tin nhắn điện thoại. Sau đó chỉ cần đăng nhập và sử dụng. Mức 2, người dân có thể sử dụng tất cả các dịch vụ tiện ích mà Bộ Công an cùng các bộ ngành liên quan xây dựng, liên kết. Trung tá Nguyễn Thành Vĩnh cho biết, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư cũng cho biết thêm, ở mức 2, người dùng phải đến trực tiếp công an địa phương cung cấp số điện thoại, email để đăng ký. Ai có nhu cầu tích hợp các loại giấy tờ, giấy phép lái xe, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế, cần mang theo các giấy tờ gốc để đối chiếu. Đặc biệt, khi người dân được kích hoạt tài khoản định danh, có thể tích hợp mọi thông tin trên căn cước công dân gắn chip. Từ đó sẽ cho ra đời một căn cước công dân điện tử thay thế căn cước bản cứng. Người dân sẽ không cần mang theo bản cứng căn cước công dân, tất cả thao tác đều trên điện thoại.